Hôm qua sau khi mà công bố kết quả thi ngày 11 tháng 7 thì qua phản ánh thì thấy rằng là kết quả thi của ở trên này là có những cái điểm nghi vấn như vậy. Thì ngay thời điểm đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã cùng với Hà Giang vào cuộc rất là sớm, có văn bản chỉ đạo. Hà Giang thì chủ động là rà soát. Và ngày 14 tháng 7 thì tổ công tác của Bộ đã lên đây trực tiếp chỉ đạo giám sát việc rà soát xác minh của hội đồng thi tại Hà Giang. Ý thứ hai là qua rà soát thì đúng là phát hiện thấy là có những cái sai phạm trong quá trình chấm thi. Từ đó thì căn cứ theo quy chế thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh trong kỳ thi này. Đấy. Hiện nay thì hội đồng chấm thẩm định đang nỗ lực làm việc. Chúng ta thấy là chắc là sẽ làm việc chờ hết đêm nay. Theo tinh thần là nghiêm túc để mà xác định những kết quả khách quan chính xác nhất của các thí sinh. Và ý thứ ba nữa là cũng qua đấu tranh xác minh ban đầu thì cũng đã xác định được cái đối tượng gây ra cái sai phạm này. Và hiện nay thì cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xác minh các chứng cứ để củng cố và sẽ khi nào có kết quả thì sẽ xử lý đúng theo các cái quy định hiện hành của quy chế cũng như là của pháp luật. Thôi thế các bạn nhỉ. Ok, cảm ơn anh. Anh Đinh ơi, cái số lượng như nào anh nhỉ? Chia sẻ chứ. Chưa có. Thế thôi đấy nhá. Vâng.